Chào các bạn nhé. Thì hôm nay là ngày hội Bắc Nga, chùa Bắc Nga đây. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở chùa Bắc Nga. Đấy, thì hôm nay thì tôi sẽ đi đưa các bạn đi tham quan hội Bắc Nga. Thì hôm nay là bây giờ là hiện tại là 10 giờ sáng các bạn ạ. Thì hiện tại là chùa Bắc Nga cũng rất là đông người rồi, nhưng không đông như mọi năm. Mọi năm thì đông hơn, nhưng hôm nay tôi vẫn cứ đưa các bạn đi tham quan ngày hội chùa Bắc Nga để xem không khí chùa Bắc Nga có đông hay là có những món gì, người dân có đến nhiều hay không các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn đi theo tôi ở bên trong. Đấy. Hiện tại trên này là có khá nhiều các đoạn quay đang được bày bán. Thì mọi năm là chùa Bắc Nga này là rất nhiều đoạn quay luôn. Thì năm nay chắc cũng vẫn rất là nhiều đoạn quay. Tại đây có một con. Hiện tại bên này là có rất nhiều đoạn quay các bạn này. Hôm nay là có mấy con chặt rồi, một con nguyên. Bên này có một con đang quay cực kỳ đẹp. Đây có một con chuẩn bị ra lò. Đấy. À đây. Đây là khu vực vào đền đấy các bạn nhé. À đây đây là điểm phát khẩu trang miễn phí. Trang miễn phí. Đấy. Đây các bạn nha, đây là khu vực lễ đây, mọi người đang ở đây có một đoạn quay cực kỳ đẹp. Thank you.